Vụ hè thu năm 2023, bà con nông dân cần chú ý điều gì trong việc quản lý sâu bệnh hại cho ruộng lúa? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 14 tháng 5 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Hồ Văn Chiến,